Xe điện Pega tiết kiệm gấp 33 lần xe ga. Tiết kiệm gấp 33 lần so với xe ga, đúng không?
chúng ta chỉ cần kiên nhẫn 1 năm 2 năm là chúng ta sẽ làm được. Và anh rất cần là tất cả chúng ta đoàn kết và tin tưởng vào cái đó chính là trận lên ngôi. Anh rất cần là tất cả anh em ở đây có một niềm tin là gì ạ? Thôi thì hãy để cho bạn bè Nam Châu tôn trọng người Việt Nam thế hệ trẻ chúng ta. Hãy làm sao mà chúng ta có thể thay thế được cả những công ty lớn như Hoàng Đại trên toàn cầu mới là mong ước của anh. Anh biết là còn nhiều người khó chứ, khó từ cái chuyện hôm nay đi xem show còn nhát hơn chả dám đi xem như này, khó quá gì đâu, đúng không? Thế nhưng đấy là một điều muốn chia sẻ là gì, dù như thế nào cuối cùng là giá trị cực vẫn lên ngôi, dù như thế nào. Và anh luôn có niềm tin tuyệt đối vào tương lai của Vega với tất cả mọi người đây. Và trong thời lượng chỉ có 10 đến 15 phút anh sẽ không nói nhiều nữa. Anh chỉ muốn là thôi thì đợt du lịch này chúng ta sẽ làm công việc tiếp tục, chúng ta gần như sẽ không làm gì nữa, mà chúng ta sẽ tập trung dành cho thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí, kết nối, kết bạn, đúng không? Và một lần nữa anh chúc Vega chúng ta có một cái kỳ nghỉ thật là tuyệt vời, thật là tươi vui và thật là tập trung như trẻ em ở đây. Và cùng nhau chúng ta sẽ từng bước làm một điều lớn nào cho trước mắt là cho chúng ta, sau đó cho khách hàng của Việt Nam và cũng cho khách hàng của dân tộc Việt Nam. Cái điều đấy là điều anh thấy từ bóng đá là đào tạo, đúng không? Từ nữa đầu tiên là chúc mọi người ăn ngon miệng, sau đó là gì, đi xem show tập luôn, ok ạ. Thank you.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are. Tay kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời. Nếu xa rồi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Có ai chẳng không người yêu em mong rằng tim mình không rời. Tình đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Biết đâu mai bay là mấy thanh thang người say bên mình. Biết đâu em nhẹ nhàng nắng trên môi này câu du tình. Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim mình có riêng hình bóng anh. Dù cho mình cách xa. Lôi cả thùng, lôi cả thùng thân lép bỏ chân non kèo ông mà răng thùng, răng thùng mà lôi cả thùng, răng thùng mà lôi cả thùng. Quân cha sống hè rơ nghĩa là mảnh đất vàng, là cho đất vua thứ 9 là người đặt tên cho sân bay này. Vì sân bay này có cái tháp không lưu cao nhất thế giới, chỉ tháp không lưu thôi nhất, chứ không phải cái sân bay.